Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều vụ cháy lớn liên tục xảy ra, đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn cả nước. Tại Đà Nẵng, vụ cháy nhà dân gần đây nhất tại số 459 đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, đã làm chết 3 người, đã chống lên hồi chuông cảnh báo về công tác chữa cháy và cứu nạn ban đầu tại cơ sở địa bàn dân cư. Trước thực trạng này, Công an các quận huyện đã xây dựng 47 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn toàn thành phố. Đây là mô hình thiết thực, cần sớm được nhân rộng nhiều hơn nữa. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 2001, ngày 4 tháng 10 năm 2022 và 61 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2022. Theo phương pháp mỗi quận huyện chọn một xã phường. Mỗi xã phường chọn một khu dân cư làm điểm để tiến hành triển khai xây dựng thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Theo đó, mỗi tổ liên gia có từ 5 đến 15 hộ gia đình liền kề nhau. Mỗi hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản, nhằm tập hợp các hộ kinh doanh, hộ gia đình huy động sức dân cùng phối hợp, hỗ trợ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ. Các phương tiện để nơi quy định và lắp đặt một chuông báo cháy ở tất cả vị trí phù hợp cho từng nhà. Mỗi hộ gia đình thực hiện tốt các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị sẵn các phương án thoát nạn phòng khi có sự cố cháy xảy ra. Hiện nay là thành phố đang phát động cái liên gia về phòng cháy chữa cháy này, tôi thấy rất là thiết thực. Tôi cũng mong muốn là mọi người cũng nên nhân rộng cái này lên để mà phổ biến cho toàn dân để biết cái này rất là thiết thực và an toàn cho mỗi hộ gia đình. Mỗi khi mà có cháy nổ thì mọi người đều có thể hỗ trợ với nhau. Về cái việc thành lập cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư thì nó mang lại rất nhiều cái ý nghĩa thiết thực cho bà con nằm trong cái tổ liên gia, là góp phần cái bảo vệ cái tài sản tính mạng cũng như cái an toàn phòng chống cháy nổ trong khu dân cư. Ngoài 18 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được thành lập trên địa bàn thành phố tại các khu dân cư, Công an các quận huyện đã vận động các công ty kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy bố trí dụng cụ phòng cháy chữa cháy bên ngoài tại trụ sở làm việc, thành lập 29 điểm chữa cháy công cộng, đảm bảo các điều kiện hoạt động hỗ trợ cho lực lượng cơ sở xử lý chữa cháy ban đầu. Hưởng ứng mô hình này, công ty Danafi có trụ sở tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã trang bị tủ đựng dụng cụ chữa cháy tại nơi công cộng, đồng thời lắp đặt chuông báo cháy miễn phí cho 15 hộ liền kề với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Nhận được cái công văn của lãnh đạo phòng VC07 về cái chủ trương mà liên gia với tổ an toàn phòng cháy chữa cháy thì tôi thấy cái này nó rất là hay, nên đề xuất là tôi thực hiện liền cho cái gần công ty của mình. Ngoài việc đó thì mình cũng vận động bà con tìm hiểu thêm những vấn đề phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cho bà con những cái biết dùng các những sản phẩm phòng cháy chữa cháy và kịp thời ví dụ ứng phó khi mà cần thiết về vấn đề hỏa hoạn. Xác định phòng ngừa là chính, cùng với phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Những năm qua, các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương và lực lượng 114 trong toàn thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách hiệu quả, thiết thực. Nhờ ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy và sự đồng thuận trong dân đã giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Ông bà ta đã có câu là nước xa thì không cứu được lửa gần. Thì chính vì vậy mà trong lực lượng cảnh sát phòng cháy có một cái phương châm là phương châm 4 tại chỗ. Thì chính vì vậy mà việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho người dân cũng như là cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, của cơ sở là đặc biệt quan trọng khi cái sự cố cháy nổ xảy ra. Đây là cái lực lượng đầu tiên và lực lượng quan trọng để xử lý các đám cháy ở cái giai đoạn ban đầu, cũng như là trong quá trình phối hợp với cái lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xử lý các cái vụ cháy nổ. Trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển,
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng đã tận dụng được sức mạnh đồng thuận trong dân. 21 năm là lực lượng chủ công cùng nhân dân xây dựng thành công nhiều phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy nhằm giảm mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, góp phần bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.